quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, với 32 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận hôm nay, thì tính từ ngày 20 tháng 10 cho đến nay, Đà Nẵng đã phát hiện 130 trường hợp mắc bệnh. Tổng cộng có 8 chủ lây nhiễm được ghi nhận và ở mức nguy cơ cao. Trong đó, chủ lây nhiễm từ nhà 103 Nguyễn Trung Trực hiện đã có 43 trường hợp mắc bệnh. Trong 32 ca mắc ghi nhận ngày hôm nay thì có 11 ca chưa được cách ly. Đáng lưu ý là có nhiều trường hợp liên quan đến các ca mắc trước đó đã tự đến bệnh viện để xét nghiệm, cũng như có trường hợp về từ vùng dịch cũng đã chủ động đi xét nghiệm thì xác định dương tính. Điều này làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan rộng ra cộng đồng.